Đây là lần đầu tiên đi đám cưới mà mình đầu tư như vậy, tức là đi đám cưới phải trước một ngày. Ngày hôm qua thì Hà và anh Hải đã đi từ buổi chiều từ Sài Gòn tới tới Thốt Nốt ngủ một đêm, xong rồi sáng nay đi mà lạc đường quá trời luôn, tại vì Google Maps thì toàn chỉ vô mấy cái đường mà đường xe hơi không mới gọt, xong rồi đi vòng người ta mời đám cưới 10 giờ mà bây giờ 11 giờ mới tới, lạc đường quá trời luôn đó. Nhưng mà xong rồi tới nơi không thấy đám cưới đâu hết á, nè không thấy đám cưới đâu hết, cái mới hỏi mấy cô chú ở đâu, ủa cô chú đám cưới ở đâu, cái ở đây thì địa chỉ là ở bên đường con, ô quên lộn, ở bên sông mất con. Vậy là giờ phải đi qua sông mà không biết đi sao đây. Lần trước Hà cũng có đi đám cưới một người bạn cũng đi qua đò, thì cũng mấy năm rồi bây giờ mới được có dịp đi đám cưới mà đi đò. Nè mang đôi giày cho điệu cho cố, mang đôi giày dạy đi bộ, chúng tôi làm náo loạn đám cưới quá. Đò bên đây không có đò luôn, trời ơi chắc bơi qua thiệt luôn rồi. Thôi rồi bên kia đám cưới đó đó, cả nhà có nghe nghe xa xa là chú rể là ai không? Đi qua ăn cháo hả? Đó đám cưới bên bên kia xong, bên kia xong hả? Giờ khách mời đứng bên đây xong không biết sao giúp tôi. Bên kia rồi. Trời, rồi rồi bên kia lên đồ ăn rồi bên đây chứ. Anh dạ. Cương ơi, cho đồ qua đón em anh Cương ơi. Đứng bên xong đợi. Giờ bên kia là làm đám cưới. Bên kia là người ta đám cưới, còn ở đây là mình nhìn đám cưới. Ngắm. Ngắm đám cưới. Anh Tiết Cương ơi, cho đồ qua đón em anh Cương ơi. Tội nghiệp khách mời chứ. Thì là đây là một cái chuyến đi đám cưới mà nó gian nan nhất trong gọi là chuyến đi bão táp đó. Thì hồi mấy năm trước á, thì mình có đi một đám cưới miền Tây thì của bạn Hữu Dũng thì cũng cũng đi bằng đò rồi chạy vô, nhưng mà lúc đó thì may mắn là đến là có đò chở đi liền. Còn kỳ này cái chú rể thì kỳ quá. Đó, dạ. Bắt cho mọi người là mò đường từ thành phố, mò đường xuống vô tới trong đây. Rồi bây giờ tới bến đò là cũng không có ai rước mình luôn. Ai không có mang theo bộ đồ tà lõn chứ có là mình nhảy cái đuôi xuống được. Bơi qua luôn. Chú rể hôm nay rất là đặc biệt, đó là anh chàng Tiết Cương. Anh đã quyết định là từ giã cái kiếp sống độc thân. Hồi nãy anh nói là từ nay anh sẽ không ăn mì gói nữa. Không ăn cơm ngoài đường nữa mà ăn cơm nhà. Mà chưa biết là cơm nhà sau này nó ăn như cái gì nữa nè. Đây chú rể đứng xa xa đây. Đó chú rể đây. Chú rể này mặc đồ đẹp trai á. Tuấn Hàng Xanh đang đi đò qua đón. Sát vô, này bố còn tới. Rồi qua lên. Bây giờ
cuối cùng thì kết thúc một chuyến đi đám cưới của một người em, một người bạn thân của mình, đó là nghệ sĩ Tiết Cương. Và bây giờ mình sẽ ra về. Hiện tại bên trong đám cưới thì mọi người vẫn còn đang sôi động, các bạn nghe vẫn còn âm thanh đâu, tin là sẽ tơ. Rồi thôi, chúc anh Cương trăm năm hạnh phúc, hai vợ chồng là sẽ có nhiều con hơn Ngài và anh Hải nha. Anh chúc là 5 năm là 4 đứa. 5 năm 4 đứa xịn rồi. 5-1. Ok. Ok. Bye bye.